Lý Hải và những cú rẽ ngang nhớ đời, anh thợ may, ca sĩ hội chợ đến đạo diễn hút bạc tỷ. Vốn tốt nghiệp ngành diễn xuất tại trường nghệ thuật sân khấu 2 thành phố Hồ Chí Minh, chàng trai trẻ Lý Hải thất nghiệp, định quay trở về quê hương học làm thợ may, kiếm tiền sinh nhai qua ngày. Bởi ở thời điểm đó, sân khấu kịch đã qua thời hoàng kim, dần tụt dốc. Sau một thời gian, theo lời khuyên từ bạn bè, Lý Hải chuyển hướng sang ca hát, thành lập một nhóm nhạc tìm kiếm cơ hội từ Nam ra Bắc. Thế nhưng cũng chỉ được 2 năm, nhóm tan rã, Lý Hải theo đuổi sự nghiệp solo. Từ đây, nhờ sự giúp đỡ của đạo diễn Quỳnh Phúc Điền và Phương Bình, cái tên Lý Hải bắt đầu gắn với các tụ điểm từ vũ trường, nhà hàng, hội chợ khắp các tỉnh miền Tây. Dù chỉ là hát lót, kéo dài thời gian cho các ca sĩ nổi tiếng khi họ đến muộn. Có lúc Lý Hải phải hát liên tục đến 20 bài, lỡ trùng với bài hit của đàn anh, nam ca sĩ còn phải trốn về trước vì sợ bị chửi. Thi thoảng còn bị MC giật mít thẳng mặt để nhường sân khấu cho các nghệ sĩ lớn. Để bản thân trở nên tỏa sáng hơn, Lý Hải quyết tâm đi theo xu hướng của giới trẻ những năm 2000, làm MV ca nhạc kết hợp với phim. Từ đây Trọn Đời Bên Em đã được ra mắt khán giả. May mắn thay, sản phẩm âm nhạc này trở thành hiện tượng, đưa tên tuổi của Lý Hải lên thành sao. Sau thành công rực rỡ của phần 1, Lý Hải tiếp tục cho ra mắt thêm 9 phần nữa liên tục kéo dài cho đến những năm 2010, khiến công chúng ấn tượng sâu sắc với anh qua các vai diễn thức phim ca nhạc hiện đại hài hước thú vị mà không hề nhàm chán. Đang ở đỉnh cao của sự nghiệp cầm mic, Lý Hải bất ngờ từ bỏ tất cả để chuyển ngang sang điện ảnh. Quyết định này của anh khiến cả giới giải trí ngỡ ngàng, chia sẻ về quyết định bất ngờ này của mình. Dù là tai ngang, nhưng Lý Hải hoàn toàn không hề sợ hãi, đặc biệt với sự ủng hộ của vợ mình là Minh Hà. Nam ca sĩ sinh năm 1986 đã từng bước khẳng định tài năng ở sân chơi mới. Lần lượt ra mắt chuỗi phim từ Lật Mặt, Phim Trường, Ba Chàng Khuyết, Nhà Có Khách và gần nhất là Lật Mặt 48 giờ. Vợ chồng Lý Hải Minh Hà đã thu về sương sương 400 tỷ, khiến nhiều nhà làm phim lâu năm phải ngưỡng mộ. Những phần phim đầu, tác phẩm của Lý Hải không được đánh giá cao, bởi vì còn đâu đó thiếu chất điện ảnh. Thế nhưng không khó để lý giải vì sao loạt phim của vị đạo diễn này luôn hút bạc tỷ. Mỗi phần phim Lật Mặt có sự bình dị, dân dã, gần gũi mà bất cứ khán giả nào cũng đều cảm thấy có chút gì của chính mình trong đó. Từ những e dè ban đầu, sau 6 năm, không chỉ giới chuyên môn mà ngay cả những vị khán giả khó tính cũng phải công nhận tài năng của Lý Hải. Để đạt được những thành công như hiện tại, Lý Hải đã phải trải qua một quá trình kiên trì, nỗ lực học hỏi và không ngại làm mới mình ở nhiều lĩnh vực. Còn bạn, bạn có cảm nhận gì về nhân vật này? Để lại bình luận bên dưới cho tụi mình biết nhé! Nếu các bạn là người đang rất đam mê phim ảnh và cần một nơi để cập nhật tin tức mỗi ngày, thì Điện Ảnh.net là nơi dành cho bạn.